xù hết cả rồi. Hello, xin chào các bạn. Thế là các bạn đi ngủ hết không ta? Cái phần này mình sẽ nói, phần này sẽ khá là quan trọng nè. Trời ơi, hy vọng là các bạn quay trở lại với mình nha. Các bạn chờ một xíu ha, chắc cũng sẽ nhanh thôi. Mình sẽ chờ các bạn vào đông đông, mình sẽ chia sẻ về những cái yếu tố chặn trường. Hai em, hai mọi người, trước cái livestream trước có lưu lại rồi đó. Ok, bạn nào không biết chị hoặc là bây giờ mới vào coi livestream mà không có cái livestream trước á, thì chị là Hường và chị có làm một kênh YouTube là mình là Hường, và livestream này là sẽ nói về vấn đề chọn trường, định hướng, chọn ngành. Thì cái livestream trước á, chị có trao đổi rất là nhiều về vấn đề về ngành rồi. Livestream này thì chị sẽ nói về vấn đề cái cách mà mình tìm kiếm thông tin, mình đưa ra những cái yếu tố, những cái gọi là cái đầu mục để làm cái tiêu chuẩn, cái yếu tố khi mà mình cân nhắc về cái trường, cái ngành. Hai, đúng rồi, phần 2 nha. Nếu em theo ngành công nghệ thông tin thì nên ưu tiên những trường nào ở Hà Nội ạ? Đầu tiên là trường công nghệ thông tin. Nhưng mà để mà về ngành công nghệ thông tin á, thì em hãy tìm hiểu về cái cơ sở vật chất của trường, cũng như là những cái gọi là những cái thành quả của họ đóng góp cho về các doanh nghiệp trong cái mảng ngành công nghệ thông tin. Tại vì ngành công nghệ thông tin á, nó không thuộc về cái việc là lịch sử lâu đời, mà quan trọng là khi mà các bạn có đủ cơ sở gọi là gì, cơ sở vật chất nè, các bạn có những cái gọi là những cái giảng viên, những cái đầu giảng viên mà họ gọi là rất là có chất lượng và có nhiều kinh nghiệm ở trong ngành công nghệ thông tin, cũng như là cái gọi là những cái gọi alumni, gọi là sao ta, những cái cựu học sinh của trường đó, sau khi ra họ làm những cái công ty như thế nào đó, thì các em nên đánh giá ở cái mức độ đó. Thì đó là cái ưu tiên của trường, chứ nếu mà nói về cái độ lâu đời thì nó cũng không chính xác lắm, không chính xác nhất. Hai hai hai, xin chào mọi người. Ok, như đã hứa, chị sẽ hỏi luôn, chị sẽ đọc luôn câu hỏi để các bạn nhận quà livestream nha. Chờ một xíu, tại vì có thể là các bạn kia đi ngủ rồi. Chị không biết nữa. Cái phần này chị sẽ nói về những cái yếu tố để chọn trường. Nhưng mà bây giờ chị sẽ dành ra khoảng 5 phút để chị hỏi cái câu hỏi. Thì khi mà các bạn trả lời đúng câu hỏi này thì các bạn sẽ nhận được một cái bình nước hoặc cái áo thun. Cho nên là các bạn nhớ xem và trả lời câu hỏi nha, nhanh tay lên nha, tại vì nhiều bạn trước đó đã nhận được quà rồi, chắc chắn là sẽ nhận được. Hai, hai em, hai Phan Đức, hai Dương Bùi, ok. Thì câu hỏi thứ ba đó là Penbook là bộ sách gồm mấy môn, kể tên chính xác từng môn học. Nó sẽ có 5 môn. 5 môn. Nó sẽ có 5 môn. Penbook, Penbook của học mãi. Gồm có 5 môn. Có môn bắt đầu bằng chữ T. Chính xác rồi nè. Bạn Tạ Lê Như Quỳnh, chúc chúc mừng bạn nha, bạn đã được nhận phần quà từ học mãi. 5 môn đó là môn toán, lý, hóa, sinh, anh. Ok. Bạn Tạ Lê có gì bạn nhắn tin cho fanpage để nhận phần quà nha. Em sẽ được chọn á. Em sẽ được chọn hoặc là bình nước hoặc là một cái áo thun. Ok, các bạn bình tĩnh. Bây giờ các bạn nào trượt câu hỏi này rồi, mình sẽ còn câu hỏi thứ hai. Câu hỏi tiếp theo. 2K3 đặt sách Penbook sẽ nhận được ưu đãi gì? À, cái câu này hình như là chị chưa nói trong phần livestream. Rồi bây giờ chị hãy nói nhanh nha. Khi mà các bạn đặt sách, khi mà các bạn 2K3, các bạn 2K3 nha, khi mà các bạn đặt sách đó, thì các bạn sẽ được free ship. Trời, hồi nãy nói về ngành logistics đây, về những vấn đề free ship về vận chuyển là ngành logistics đó, thì các bạn sẽ được free ship và các bạn sẽ được giảm 10% khi mua. Cho nên câu hỏi là các bạn sẽ được nhận ưu đãi gì? Mình trả lời luôn á, tại vì cái này phần lỗi của mình, tại vì mình chưa kiểu đó, mình chưa truyền đạt hết ý mình đã hỏi á. Nhưng mà đó, rồi bạn nào nhắn tay đi, xém dính. Khi bạn đặt sách Penbook mà bạn là 2K3 thì bạn sẽ nhận được những phần quà gì, những ưu đãi gì? Có hai ưu đãi, một ưu đãi là bắt đầu bằng chữ F và thường
các bạn sẽ săn ưu đãi này rất nhiều ở trên Shopee. Ưu đãi thứ hai là giảm bắt đầu bằng số 1. Ok, bạn Dương Bùi. Chính xác rồi nha bạn Dương Bùi. Các bạn 2K3 khi mà các bạn đăng ký sách này thì các bạn sẽ được giảm 10%, được free ship. Ok, rồi, ok, vậy thì bạn Dương Bùi nhớ. Chị thấy con cọng tóc nó trồi lên. Nhớ nhắn tin cho ấy nha, cho admin của page nha. Ok, rồi bây giờ chị sẽ nói về cái vấn đề là làm sao để mình chọn được ngành nó chính xác với nhu cầu của tụi mình, với mong muốn của mỗi bạn. Hoặc là giả như bạn không có một cái sở thích, vậy thì làm sao để tìm được cái trường mà bạn nên học. Thì các bạn nào ở đây đang gặp vấn đề đó không? Tức là cái câu chuyện của bản thân mình là hồi trước mình cũng giống như rất nhiều người bạn khác, tức là mình không biết là mình thích gì, mình muốn gì, và kiểu giống như là mình thật sự mình không biết là mình nên học cái gì luôn á. Có rất là nhiều cái cách để các bạn định hướng. Bản thân mình thấy thì xung quanh mình nó có nhiều người kiểu giống như là họ không biết là họ muốn gì, nhiều hơn là cái số người mà họ biết là họ muốn gì, họ giỏi gì, kiểu như vậy. Các bạn nào đang gặp những cái vấn đề đó không? Các bạn có thể kiểu comment cho chị biết là những cái vấn đề mà các bạn gặp phải khi việc các bạn chọn trường. Đúng rồi, một cái vấn đề nó quá mông lung, quá nhiều thông tin, khi mà kiểu giống như là ngành trường đưa ra những cái thông tin mô tả nhưng mà các bạn vẫn còn cảm thấy mông lung. Đây cũng chính là một trong những cái lý do khi mà chị làm nên cái kênh YouTube của chị. Tại vì khi mà chị đi học rồi, khi mà chị đi làm rồi thì chị mới biết được có những cái vấn đề mà khó để mà các bạn chỉ đọc qua một vài dòng mô tả các bạn sẽ không bao giờ hiểu được, cho đến khi các bạn bắt đầu thực sự học nó, kiểu như vậy. Cho nên chị nghĩ là nếu như mình có thể làm một cái điều gì đó để mình rút ngắn lại được cái việc các bạn phải tìm hiểu ra nhiều thứ, rồi các bạn kiểu phải tự trải nghiệm, hoặc là các bạn phải chọn cái sai lầm, thì chị muốn rút ngắn cái khoảng cách đó lại bằng những gì mà chị biết. Cho nên là chị mới làm cái YouTube và chị phỏng vấn những người bạn của mình, chia sẻ về những cái vấn đề mà họ gặp, cũng như là việc cơ hội việc làm của riêng cái ngành đó. Cái ngành đó học cái gì và sẽ làm cái gì, và những cái yếu tố quan trọng cần có, đặc biệt là thường là những cái ngôn ngữ như tiếng Anh chẳng hạn, quan trọng để phục vụ cái ngành nghề, những cái con đường tương lai sau này. Thì kiểu giống như là khi mà các bạn chia sẻ từ cái hướng góc nhìn là người đã từng học á, thì nó sẽ cho các bạn nhiều những cái yếu tố mà trước giờ những cái mô tả hay những cái chia sẻ của thầy cô nó không có nói tới. Tại vì nhiều khi thầy cô đứng ở góc độ thầy cô mà họ chỉ ở mức độ là giảng dạy học thuật, có thể sẽ chia sẻ với các bạn về những cái vấn đề gọi là trường này thì có thể cái mức độ học thuật của họ nó ra sao, có thể làm những cái ngành nghề chuyên sâu hơn. Thế nhưng mà rõ ràng là những cái cảm nhận, ví dụ như trường này đi, hoạt động nó ra sao, cái ngành này nó đòi hỏi những cái gì, những cái mà thật sự khi mà tụi mình chỉ bắt tay vào mình làm thì mình biết. Những điều này á, khi mà các bạn kiểu chia sẻ ra, nó là cái kinh nghiệm. Các bạn biết có những thứ mà các bạn kiểu không có cách nào để mà có được, đặc biệt là về các kinh nghiệm và một số cái thông tin, nó gọi là gì, trong ngành marketing tụi mình gọi á, nó là insight, tức là cái bên trong của cái ngành đó. Về bạn Dương Bùi, em cũng gặp vấn đề không biết học gì khi em mới về nhà. Mặc dù em biết, em nhớ là tối về làm gì, nhưng về cái gì thì em bị đơ, chả biết làm gì cả. Giờ em cũng không biết em nên xử lý như thế nào đây. Em học bạn Đào Ngô, em học toán lý hóa, anh ngang nhau ý. Giờ không biết chọn khối gì để thi và không biết ngành gì sẽ phù hợp với mình cả, trong khi bạn bè hầu như là có định hướng hết. Tin chị đi, chị là một người hiểu được rất rõ những cái điều đó. Hồi cấp 3, xung quanh chị, tất cả những cái người bạn xung quanh chị như họ đều có cái định hướng, hoặc mong muốn, hoặc là một cái gì đó họ đã giỏi, hoặc là họ muốn rồi, kiểu giống như là họ đi gọi là đi du học, họ định hướng học ngành tâm lý, họ định hướng học kinh tế. Kể cả khi mà họ không biết là họ muốn gì thì họ cũng biết là họ hỏi cái giỏi cái gì. Như chị hồi đó,
chị giỏi về môn văn, chị học chuyên văn, chị có thể tự tin về việc cái khả năng viết của mình cũng như khả năng tư duy trong cái việc ngôn ngữ. Thế nhưng mà nếu mà để nói chị đi về nghiên cứu văn học hay là dạy văn học như là dạy cấp 3 thì chị kiểu thật sự là chị nghĩ là chị kiểu chị không có gọi là không có đam mê. Nhưng mà tự dụ nếu mà đi dạy thì chị mong muốn là được dạy đại học, bậc đại học kiểu vậy. Thì đó, cho nên là những cái mình giỏi nó lại không khớp với cái mình muốn. Thế cuối cùng thành ra cuối cùng không biết chọn cái gì, các bạn hiểu kiểu giống như là lạc lối vậy, giống như là kiểu ở trong sương mù vậy á. Kiểu giống như là kiểu không biết là mình nên làm gì luôn. Xong rồi hả, khi mà chị đọc thông tin về các ngành nghề á, ngành nào họ cũng nói hay, ngành nào họ cũng biết hay hết. Rồi giờ sao? Rồi chọn ngành gì giờ? Kiểu mông lung lắm luôn á. Xong rồi khi mà các bạn có một cái điều nữa, khi mà các bạn không biết chọn ngành gì á, thường thì các bạn chấp nhận theo ý kiến của bố mẹ. Bản thân chị cũng vậy. Bản thân cho chị, thật ra về nói về cái ý kiến về mong muốn của bố mẹ là một cái điều mà các bạn nên cân nhắc. Nhiều người đặt ra cái vấn đề như thế này: bố mẹ bắt em học ngành này ngành kia. Vấn đề ở chỗ chữ bắt. Bố mẹ bạn bắt buộc bạn phải học ngành này thì họ mới chu cấp học phí chẳng hạn, hoặc là bởi vì họ kiểu như là ngày xưa họ không học cái ngành đó mà họ đam mê, bây giờ họ muốn con họ tiếp nối cái ước mơ đó, hơn thì con họ cũng cùng có ước mơ đó, cho nên là cùng theo cái ngành đó thì tốt quá rồi, cả nhà vui vẻ. Nhưng lỡ như cái bạn học sinh đó thích một cái ngành khác, ví dụ như một nhà, chị biết có mấy trường hợp ví dụ như một nhà đó theo ngành y nhưng đẻ ra một bạn anh chị em cũng theo ngành y hết, bạn này lại thích ngành nghệ thuật. Nhưng mà các bạn biết không, cái thứ nhất ở trường hợp nó cũng rất là hiếm, thứ hai nếu mà các bạn gặp phải cái vấn đề đó thì thật sự á, cái vấn đề bố mẹ bắt buộc hay là ép buộc hay các thứ đồ nó cũng dễ giải quyết hơn là cái vấn đề các bạn không biết là mình làm cái gì. Ít nhất thì các bạn biết là bố mẹ các bạn bắt làm cái này và các bạn không thích làm cái này, xong rồi các bạn biết được các bạn sẽ thích một cái ngành khác. Nhưng mà lỡ như kiểu giống như là kiểu bây giờ mình không biết mình thích cái gì, xong rồi bố mẹ cũng không biết là nên tư vấn cho mình làm cái gì, cái cuối cùng kiểu không ai biết gì hết luôn, hết trơn luôn. Trời ơi. Ok, khoan từ chờ một xíu nha. Mình đọc được một cái comment của bạn Dương Bùi. Em quên không báo chị luôn là em mới coi video của chị trước khi kiểm tra môn văn, và nhờ video của chị mà lần đầu tiên em làm hết bài văn của em và đọc hiểu trong vòng 90 phút. Em cảm ơn nhiều chị ạ. Cảm ơn em. Điều này thật sự rất có ý nghĩa với chị. Chị rất hy vọng là khi mà chị làm cái video á, thì nó sẽ mang lại những cái giá trị cho những bạn xem, và những giá trị thật. Và tại vì những cái chị chia sẻ là những cái chị phải trải qua. Chứ nếu như mà kiểu chị nói tào lao thôi á, thì nó thật sự không có work, nó không có hiệu quả. Đó, cho nên là nếu như bạn nào thật sự mà áp dụng cái cách của chị chia sẻ mà có hiệu quả thì chị rất là mừng. Rất gọi là thật sự rất mừng, cảm ơn các bạn nhiều lắm luôn. Đó mới là kiểu cái động lực để chị làm video. Ok, bây giờ quay trở lại vấn đề. Đấy, chị đã bắt đầu kiểu nhảy chủ đề. Thì và bây giờ mình nói về cái vấn đề là mình không biết là mình muốn cái gì, đúng không? Chúng ta luôn luôn kiểu bị mắc kẹt trong chính bản thân của mỗi người. Kiểu bạn không xác định được cái mục tiêu, cái mong muốn, cái thế mạnh của mình, cái sở thích của mình, thì coi như là kiểu. Và các bạn biết không, có một điều là các bạn có thể biết các bạn không thích cái gì, nhưng mà khó, rất là khó để các bạn biết các bạn thích cái gì. Mình nhắc lại nha, thật sự theo cá nhân mình nghĩ, các bạn có thể biết các bạn không thích cái gì. Khi mà các bạn không thích cái gì đó thì các bạn có thể loại trừ nó liền. Nhưng có những điều mà các bạn không biết là các bạn thích hay không. Đó, nó là như vậy. Bố mẹ suốt ngày hỏi em học trường gì, em toàn nói con không biết, xong bố nói không biết thì làm cô giáo. Nếu mà các bạn không biết á, thì đó là cái câu trả lời cũng rất là hoàn toàn bình thường, các bạn không cần phải cảm thấy phải khổ sở vì điều đó. Và chị đang chờ cho cái số lượng người nó coi nhiều hơn, để những người mà biết về một số yếu tố chọn trường nó sẽ nhiều hơn á. Thì khi mà chị chọn trường á, thì nó sẽ có một vài yếu tố. Kênh YouTube của chị là Mình Là Hường nha.
kênh YouTube của chị là Mình Là Hường. Em cứ type Mình Là Hường thì nó sẽ ra kênh của chị. Nhưng mà hiện tại á, thì chị đang trong cái quá trình làm việc. Hiện tại thì chị đã đi làm rồi. Tức là chị đã làm hồ sơ xét tốt nghiệp. Chị chưa có chính thức có cái bằng, nhưng mà chị có thể có cái bằng gọi là tạm tạm tốt nghiệp á, tạm thời tốt nghiệp tạm thời á. Thì chị có đi làm và chắc là qua Tết thì chị sẽ làm tốt nghiệp. Thì hiện tại chị làm trong ngành digital marketing và rất là may mắn đó, tại vì chị kiểu ngay trong cái thời điểm mà dịch đó, khi mà Việt Nam vừa qua cái đợt dịch đầu tiên, thì chị đã tìm được công việc của mình cũng rất là may. Và thật ra thì nó cũng dựa theo những một số cái kinh nghiệm. Nếu như mà chị có thể thì có thể có một cái cơ hội để livestream tiếp cho mấy bạn, hoặc là chị sẽ làm một cái video để chia sẻ về những cái kinh nghiệm khi mà kiểu mới ra trường thì làm sao có việc làm á. Cái những cái chuyện này nha, những yếu tố này nó phụ thuộc vào bản thân mình nhiều lắm. Các bạn đừng nghĩ là kiểu giống như là mình học cái ngành, đúng là có một cái số ngành nó đặc thù. Các bạn phải tìm việc dựa trên cái nhu cầu xã hội, nhu cầu của cái công việc đó. Nhưng mà ví dụ như ngành marketing, một số ngành kinh tế, một số ngành xã hội, thì đôi khi nó phụ thuộc vào cái kỹ năng và cái sự hiểu biết của mình để các bạn tìm việc. Và một trong những cái yếu tố để giúp các bạn có thể có được một cái công việc gọi là tốt, ngoài cái sự may mắn, thì có còn là tiếng Anh nữa. Nên các bạn lưu ý cái vấn đề này. Chị cho em hỏi những khối ít người chọn như C02 thì có gì bất lợi không hả? Không. Nếu như có bất lợi thì em hãy xem coi cái khối đó, nếu mà apply vào cái ngành nào thì nó mới bất lợi. Còn chứ nếu như mà em chọn cái ngành đó bởi vì đó là những cái môn em học á, thì môn em học tốt á, thì cũng không sao hết. Còn kênh Facebook chị ơi, em xin nãy giờ mà chị xin kênh Facebook của chị cũng là Mình Là Hường luôn nha. Các bạn cứ type Mình Là Hường. Nhưng mà kênh Facebook thì chị kiểu thật ra thì chị cảm thấy là các bạn nên kiểu thả lỏng đầu óc. Theo dõi mạng xã hội cũng là một cách để các bạn thoải mái, nhưng mà các bạn đừng có kiểu như bị cuốn theo. Nhiều khi mình học mình có sự tập trung, và các bạn biết không, cái mạng xã hội nó được thiết kế ra để thu hút cái sự chú ý của các bạn. Họ làm mọi cách, và các bạn biết không, họ có những cái nghiên cứu để họ có được cái gọi là cái quan tâm của bạn, họ thu hút được bạn, họ có được thì giờ, có được mối quan tâm của các bạn. Mà họ phải trả hàng triệu đô la cho những cái nghiên cứu đó. Rồi họ lại nói chung là cả một cái cỗ máy ở đằng sau nữa. Cho nên là thật sự thì mỗi bạn khi mà sử dụng mạng xã hội, các bạn hãy gọi là có cái sự nhận thức rất là rõ ràng. Và đặc biệt là những bạn mà đang ôn thi đại học á, thì ngoài những cái kênh mà các bạn để giải trí, để thoải mái, để học tập thêm, thì các bạn hãy để ý xem liệu như là mình có đang gọi là đang bị nghiện mạng xã hội hay không nha. Cái chuyện này là một cái chuyện chị nghĩ là nhiều bạn có thể mắc phải lắm. Ok, thì chị thấy là nó cũng khoảng đâu đó khoảng 80 mấy, thì chị sẽ bắt đầu chia sẻ về những cái yếu tố chọn trường. Khi mà các bạn không biết là chọn nên chọn cái gì, thì các bạn nên ưu tiên nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 năm cái yếu tố chị có nốt ra ở trong cái quyển sổ của chị nè. Thì những cái yếu tố này nó sẽ là, đầu tiên là bạn hãy xem xét về cái năng lực của mình. Năng lực tức là về cái điểm mạnh của mình, và năng lực cũng như là những cái mà các bạn giỏi. Nói như vậy á thì không có nghĩa là kiểu giống như là chị ơi bây giờ em có giỏi cái gì đâu, em kiểu cái gì em cũng dở hết. Không, bạn có những cái năng lực á, mà kể cả bạn dở, bạn có thể bạn học không giỏi thôi, nhưng có những cái năng lực mà các bạn gọi là ý là nó không thuộc về phạm trù về giáo dục, hiểu không? Đó, ví dụ như có những bạn có rất có duyên trong ăn nói, có những bạn có thể học không quá giỏi. Oops. Đây rồi. Mình ba chúng con Pikachu. Ok, quay trở lại vấn đề. Tức là cái năng lực của bạn, tức là bạn có cái thế mạnh gì. Có những bạn nha, rất có duyên trong việc bán hàng. Các bất lợi chị thấy nó ok nha. Chị là một người không có duyên trong việc bán hàng. Không, ý là tức là chị kiểu chị không có, gọi là ngày xưa có những đứa mà kiểu vẽ tranh á, mấy đứa vẽ tranh xong rồi
mở dịch vụ vẽ giùm để những cái bạn kia kiểu mày vẽ cho tao bức đi, bức này tao lấy mày 15.000, xong rồi mày trả tao 15.000, mày lấy cái bức đó mày nộp cô là mày được nhiêu đó điểm điểm điểm, kiểu vậy á. Hồi xưa chị đâu biết làm cái đó đâu. Xong rồi cho thuê truyện nè, tức là từ hồi bé tụi nó đã bắt đầu có cái óc kinh doanh hoặc là cái gọi là cái khiếu buôn bán đó, rồi em hiểu không? Rồi có những bạn có thể là không có gọi là cái năng lực học tập nhưng có khăn về mặt thẩm mỹ. Chị có một cái người bạn học cấp 3, cái bạn nó học không phải là một người quá xuất sắc ở trong lớp, không hề xuất sắc gì luôn, học rất bình thường nhưng bạn nó có cái năng lực về về thẩm mỹ, về vẽ đó. Cho nên bạn có làm cái portfolio, xong rồi bạn làm hồ sơ bạn xin học về nghệ thuật ở bên Anh và đi du học đó, thì các bạn có thể thấy được là năng lực ở đây là các bạn phải hiểu là đó giờ mình làm có cái gì mà mình cảm thấy là ok, chỉ cần nói cái điều đó là mình có tự tin để mình làm. Bạn đánh giá như vậy, nó kiểu giống như là khi mà chị nói về cái việc mà chị ngồi chị làm video hay là chị ngồi chị coi video, chị siêu thích làm mấy cái chuyện đó luôn và chị cảm thấy chị có năng lực trong cái việc đó, ok không? Thì các bạn hãy nhớ, thứ nhất đầu tiên là các bạn nên xét về cái năng lực của mình. Nếu cần á, các bạn hãy kẻ cái bảng, để chị kẻ thử cái bảng ra nha. Thì cái bảng nó là như thế này, các bạn kẻ ra đầu tiên, yếu tố đầu tiên là năng lực. Các bạn kẻ cái bảng ra, xong các bạn để yếu tố năng lực, xong các bạn liệt kê bên đó là những cái năng lực gì. Các bạn cứ nghĩ được cái gì các bạn cứ liệt kê ra hết. Sau đó là đến một cái phần yếu tố thứ hai là sở thích, tức là các bạn thích cái gì thì các bạn bỏ vào đó thôi. Nhưng cái sở thích này á, nhưng cái vấn đề là nhiều bạn chứ trời, vấn đề là em không biết em thích cái gì hết trơn, cái gì em không thích, em chỉ thích, em chỉ thích coi phim, em thích nghe nhạc thôi. Các bạn có thể add cái đó vô, các bạn có thể bỏ cái đó vô. Nếu như cái sở thích đó của bạn nha mà cực kỳ nổi bật, kiểu giống như là bạn có khả năng coi phim rất là lâu, bạn rất thích coi phim Trung Quốc, xong rồi coi phim rất là nhiều, để chị sẽ giải thích tại sao mà lại những cái sở thích đó nó lại ảnh hưởng đến việc chọn ngành của bạn. Các bạn có thể thích nghe nhạc, thích K-pop, bạn có thể liệt kê vô cả. Em thích ngắm gái xinh, chị đang rất nghiêm túc luôn á, nghiêm túc về giới thiệu về cái sở thích luôn á, xong rồi nhóc bỏ vô em thích ngắm gái xinh, rồi em ngắm gái xinh rồi làm gì, rồi em định làm gì với cái nghề đó sau này, chị hỏi thật. Ok, quay trở lại chủ đề, các bạn hãy bỏ vào cái sở thích của mình, cái sở thích mà cực kỳ các bạn cực kỳ thích luôn á. Hồi xưa nha, chị cũng cái sở thích là chị thích xem YouTube. Các bạn không biết được là trời, chị dành bao nhiêu thời gian chị xem YouTube đâu, chị phải nói là quá trời quá đất luôn á. Kiểu cái đợt đó chị thi đại học xong chị coi hoài, xong chị còn coi nữa, coi anime, xong chị thích coi mấy cái meme á, mấy cái thứ hài hước á đó, thì nó cũng là sở thích. Các bạn sẽ bỏ vào đó sở thích. Mỗi thứ em biết một chút, khó chọn quá chị. Đàn, hát, chụp ảnh, edit, ok. Đàn, hát, em bây giờ biết một chút nha. Nhưng mà nếu mà em biết á thì em vẫn bỏ vô cho chị. Em biết nha, mà em biết làm nha. Nhưng mà chỉ làm ở mức sơ cấp, em cũng bỏ vô. Đừng có bỏ qua bất kỳ khả năng nào hết, kể cả chụp ảnh, kể cả edit. Cái đó hay lắm luôn á. Không thích gì, nếu mà kiểu ngồi mà suy nghĩ kiểu vắt óc vắt não ra kiểu mà không nghĩ ra được cái gì mà mình thích á, thì tạm thời để trống cái ô đó, được chưa? Cái yếu tố tiếp theo đó là nhu cầu xã hội. Về nhu cầu xã hội, cái này đòi hỏi các bạn phải đọc báo và các bạn phải để ý. Cái này thì tự các bạn trải nghiệm thôi. Các bạn biết như chị nói ở livestream trước á, có những cái ngành nghề á nó không bị ảnh hưởng quá nặng nề vì Covid. Và có những cái ngành mà trong cái thời Covid á, nó có cái sự phát triển, nó sự thay đổi. Ví dụ như ngành digital marketing của tụi chị là một ngành, tại vì khi mà Covid đến thì mọi người làm gì? Mọi người ở nhà, mà ở nhà thì làm gì? Ở nhà thì lên mạng. Cho nên cái ngành của chị bắt đầu phát triển, tại vì người ta, cái thời gian mà người ta ở trên mạng nhiều hơn so với trước khi Covid xảy ra. Cái này là chị biết thật luôn nha. Chị là một người làm trong digital marketing, cho nên những thông số này các bạn có thể tin tưởng được vấn đề. Và thật sự thì không cần phải một cái thông số cụ thể, như các bạn đã biết. Chính các bạn kiểu nghĩ kỳ Covid đó,
trước đó các bạn kiểu ok bạn phải đi làm đi học, nhưng bây giờ nghỉ Covid rồi các bạn online, các bạn học Zoom, học ở trên Microsoft Teams, học trên Google Meet cũng là đang online. Cái thời lượng các bạn online nó cao hơn phải gấp 2 lần so với trước khi Covid xảy ra. Chị đi học Digital Marketing, chị học chỉ một khóa thôi nha, một khóa Digital Marketing ở trường khóa ngắn hạn đó, chứ không phải là học ngành. Thì chị học ở bên Hoa Sen đó. Quay trở lại vấn đề đó thì các bạn có thể tưởng tượng như là có những cái ngành mà trong Covid nó không bị ảnh hưởng, đó là những cái ngành mà cái tương lai các bạn có thể suy nghĩ về nhu cầu xã hội. Vì nhu cầu xã hội, ví dụ như như chị nói, ngành công nghệ thực phẩm, ngành AI, trí tuệ nhân tạo, một số ngành về thuộc về những cái khối ngành tự nhiên. Nhưng nếu như bạn không phải là một cái ngành, phải là một cái người mà về bên học giỏi về tự nhiên, thì các bạn có thể tìm hiểu một số ngành xã hội, một số ngành kinh tế. Tức là bây giờ các bạn tìm những ngành nào mà các bạn có một cái số lượng thông tin nhiều hơn, các bạn tìm hiểu coi là cái nhu cầu trong cái tương lai á. Các bạn đừng nghĩ là nhu cầu ở hiện tại nha, tại vì hiện tại các bạn học, sau đó là mất khoảng 4 năm học xong các bạn tốt nghiệp ra trường các bạn mới đi làm. Tức là bạn phải nghĩ xa hơn 4 năm như vậy. Các bạn phải nghĩ 5 năm tới, 10 năm tới cái ngành đó sẽ còn phát triển được nữa hay không, và cái nhu cầu của xã hội lúc đó nó còn tăng hay không. Ví dụ như ở hiện tại ngành du lịch nó sẽ đang bị ảnh hưởng rất mạnh bởi Covid, nhưng trong tương lai nếu như công nghệ thông tin của ngành du lịch có thể thay đổi, du lịch có thể chuyển biến theo cái công nghệ, tức là khỏi công nghệ kiểu kiểu giống như là xem gọi là trực tuyến nè, rồi trải nghiệm trực tuyến các kiểu như vậy. Các bạn hãy suy nghĩ về mấy năm nữa, ok không? Về nhu cầu xã hội vậy nha. Cái điều này các bạn phải đọc báo, các bạn liệt kê nhu cầu xã hội, các bạn liệt kê một vài ngành ra, được chưa? Rồi, cái thứ tư đó là hướng phát triển trong tương lai. Cũng giống như nhu cầu xã hội, nhưng hướng phát triển ở đây là hướng phát triển của bản thân bạn. Hướng phát triển này không có nghĩa là các bạn kiểu sau này mình sẽ phải làm nghề này, mình làm nghề không. Hướng phát triển là ví dụ như trong tương lai các bạn muốn tiếp tục đi làm, các bạn muốn đi làm, các bạn muốn sự nghiệp, hay các bạn muốn theo giảng dạy. Tại vì một số ngành khi bạn học ra các bạn có thể lựa chọn học lên cao nữa. Ví dụ như một số ngành có yếu tố học thuật, về một số ngành xã hội, về tâm lý, về nghiên cứu. Những cái ngành đó, cái nhu cầu để mà đi làm á, thứ nhất đòi hỏi của bạn phải có trình độ cao một xíu. Và có những ngành như ngành luật và ngành như tâm lý, như ngành xã hội á, có yếu tố học thuật gì đi, bạn cũng cần phải học cao hơn xíu. Thì đó là cái định hướng phát triển của bản thân bạn trong tương lai. Đó là ví dụ như không phải là 4 năm nữa, mà trong trường hợp là các bạn học lên cao, trong vòng 5 năm, trong vòng 6 năm, các bạn tính luôn 10, con mẹ nó năm đi nha, bạn tính luôn 10 năm luôn, để xem coi là trong 10 năm đó thì cái hướng phát triển của bạn, các bạn có còn muốn đi học nữa hay không, ngừng từ cái chuyện đi học, hay là các bạn muốn đi làm. Ok, ok không? Đó, thì các bạn hãy suy nghĩ ở trong đầu coi là cái hướng phát triển trong tương lai của các bạn như thế nào. Và cái hướng phát triển trong tương lai này nè, các bạn có thể suy nghĩ về cái mức lương mà các bạn muốn. Nhưng mà cái mức lương này các bạn đừng có đặt quá sức nha. Tức là ví dụ như đương nhiên thì các bạn cũng không thể biết được là trong tương lai thì mình sẽ đạt được bao nhiêu tiền. Nhưng mà các bạn suy nghĩ đi, bây giờ mình học như thế này, bây giờ mình ra trường, ít nhất thì mức lương của mình cũng phải là một cái mức lương trung bình. Các bạn có thể định gọi là định tính, các bạn không nhất định lượng là bao nhiêu triệu, nhưng các bạn phải định tính. Tức là với một cái cơ hội, chi phí cơ hội, ví dụ như các bạn học lên, nhưng mà cái lương của bạn sẽ không được quá cao trong cái khoảng thời gian các bạn học lên, thì vẫn chấp nhận được. Nhưng ví dụ như các bạn không học lên, mà các bạn ở mức lương quá thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu sống của bạn á, thì nó không được, đúng không? Cho nên từ cái lúc mà bây giờ mình chọn nè, mình phải suy nghĩ cái việc là khi trong tương lai cái mức lương của bạn, bạn muốn đạt ở cái mức lương ở việc là các bạn có thể chi tiêu thoải mái, hay là các bạn ở mức là cuộc sống êm ả, đủ dùng. Em có thể comment hi Raso, chị có thấy comment của em có thể comment lại câu hỏi được không? Câu hỏi của Ra.
Em hỏi cô gì dạ? Chị Hiêm thấy em ơi. Em trả lời ra. Chị trả lời câu hỏi này giúp em trả lời. Em hỏi câu hỏi gì giờ em có thể comment. À đây đây. Chị ơi, ngành biên phiên dịch sau này ổn không ạ? Tại em nghe nói sau này bị trí tuệ nhân tạo thay thế á chị. À đây. Đây là một cái ví dụ xuất sắc cho việc chị sẽ trả lời cho câu hỏi về nhu cầu xã hội và hướng phát triển tương lai. Khi ngành biên phiên dịch về sau này á, khi mà AI phát triển thì chắc chắn là nhiều cái ứng dụng như các bạn có thấy. Google Translate hiện tại nó là thông minh. Nó có thể dịch tiếng Anh ra tiếng Việt, các bạn không cần phải so sánh gì nhiều, các bạn chỉ cần lấy một văn bản tiếng Anh, các bạn dịch ra tiếng Việt, các bạn cũng thấy tiếng Việt nó dịch cũng tương đối là xuôi tai rồi đó. Tức là trí tuệ nhân tạo càng ngày càng cải thiện, và đặc biệt là trong cái khối ngành ngôn ngữ, người ta đang mơ đến một cái thế giới mà gần như sẽ không có biên giới của cản trở, của rào cản ngôn ngữ, language barrier, tức là không có rào cản ngôn ngữ. Khi này trí tuệ nhân tạo sẽ giúp bạn trong cái việc biên phiên dịch, và hiện tại cũng đã có những cái gọi là cái tai nghe mà gọi là hỗ trợ trong việc biên phiên dịch. Rachel ơi, chị thấy được câu hỏi của em rồi nhé. Thì bạn đó hỏi là trong ngành biên phiên dịch á, thì nếu bị trí tuệ nhân tạo bị thay thế thì sao, học ngành đó có ổn hay không? Nhưng mà các bạn vẫn có thể học ngành ngôn ngữ được. Tại vì sao? Tại vì cái người mà học ngành ngôn ngữ á, có một thứ mà AI không thể thay thế được, đó chính là kiến thức về văn hóa và lịch sử. Có những cái lúc mà các bạn dịch á, khi các bạn nhìn trong cái văn bản về văn học, về lịch sử, AI không thể hoàn thiện được nó ít nhất là trong vòng khoảng 5 năm nữa. Tại vì cái đó là những kiến thức thuộc về cái sự cảm tính của con người rất cao. Cho nên là vẫn cần có một nguồn lực. Nhưng mà các bạn phải hiểu là bởi vì cái nguồn lực đó bị thu hẹp lại, số lượng người mà cần để dịch sách nó ít lại, cho nên cái cạnh tranh của nó cũng sẽ tăng, cái độ khó của game nó cũng sẽ cao dần lên. Em hiểu ý chị không? Đó, cho nên là cái này em phải cân nhắc. Nếu như em thật sự em thích ngôn ngữ, tiếp theo nữa đó là khi mà họ phát triển trí tuệ nhân tạo thì họ sẽ phải cần rất nhiều là dữ liệu của những người biên phiên dịch. Cho nên nếu như em học về trí tuệ nhân tạo mà em biết ngôn ngữ, em gọi là em có nghiên cứu về ngôn ngữ thì em có thể support khi mà em làm về ngành trí tuệ nhân tạo thuộc về mảng phát triển ngôn ngữ. Tại sao không, đúng không? Rồi, cái nữa, khi mà em học ngành biên phiên dịch á, thì không nhất thiết là em chỉ học ngành riêng về biên phiên dịch không, mà sau này em còn học một thứ nữa, đó chính là làm cho các công ty. Tại vì em hiểu vậy nè, cái ngành trí tuệ nhân tạo khi mà giúp biên phiên dịch á, thì nó chỉ giúp chúng ta gỡ bỏ cái rào cản ngôn ngữ mà thôi. Còn trong công việc á, ví dụ như ở Việt Nam, ví dụ như chị chẳng hạn, chị làm việc trong một cái cơ sở có người nước ngoài chẳng hạn, thì yếu tố ngoại ngữ là một cái yếu tố cần thiết. Chị không nhất thiết là chị phải đi biên phiên dịch cho người ta, nhưng chị phải có ngoại ngữ để chị làm việc. Một số giấy tờ, hồ sơ, công việc, đầu việc của chị, task á, cần yêu cầu về cái ngôn ngữ. Cái này trí tuệ nhân tạo đâu thay thế được, cho nên vẫn có ngách. Nhưng mà để làm được điều này thì ngoài việc học ngôn ngữ, em cần phải có một cái kỹ năng hỗ trợ khác. Cho nên đây cũng là một cái yếu tố khi các bạn chọn ngành nghề, mà chỉ có nốt ở trong này là khi mà giao thoa những năng lực, sở thích, nhu cầu xã hội, thì các bạn còn cần một cái nữa, đó là kỹ năng chính, tức là kỹ năng mà các bạn học được trong đại học đi, và một cái kỹ năng phụ, tức là một cái kỹ năng mà bạn tích góp được. Ví dụ như chị học ngành ngôn ngữ Pháp, nhưng mà chị học thêm một cái ngành phụ, đó là Digital Marketing. Cho nên chị có thể học cái ngành phụ đó, xong sau khi ra trường chị có thể chọn theo cái nhánh ngành phụ đó để chị học. Không vấn đề gì cả. Ok không? Rồi. Đó, các bạn sẽ hiểu về cái nhu cầu xã hội cũng như cái hướng phát triển trong tương lai. Các bạn đừng nghĩ là bây giờ trời ơi, học rồi thấy cái ngành nào hot thì đâm đầu vô, không có. Nếu nói như vậy á, thì sau này sẽ gặp sự chênh lệch về định hướng ngành nghề. Có một cái thời kỳ mà các bạn thấy là ngành ngân hàng rất là nhiều, tại vì ngân hàng rất hot. Có một khoảng thời gian như thời của chị chẳng hạn, gần như là rất là nhiều người vào ngân hàng, tại vì ngành ngân hàng rất là giàu, nhiều tiền. Nhưng mà lại xảy ra vấn đề sau khi học xong, ngành ngân hàng bão hòa, khó kiếm việc làm,
rồi sao? Vậy sao? Nếu như các bạn chỉ nghĩ trong vòng 1-2 năm trở lại đây thì đó là một cái suy nghĩ ngắn hạn. Hãy tính toán và suy nghĩ dài hạn hơn, phải là tính toán phải 5 năm, phải 10 năm. Tại vì bạn đâu sống trong vòng 1-2 năm nữa đâu. Bạn, con đường của mình sẽ còn phải kéo dài tới 5 năm, tới 10 năm nữa mà. Cho nên là các bạn nên hãy đọc thông tin, tìm hiểu về cái ngành đó và hãy nhìn cái ngành đó trong cái hướng là 5 năm nữa liệu cái ngành này còn cần người nữa không? Trong 10 năm nữa cái hướng phát triển của nó như thế nào? Tại vì các bạn biết không, kể cả như mình học digital marketing nha, nhưng mà những cái kiến thức mà mình có đâu bao giờ đủ đó. Mình luôn luôn phải cập nhật thêm. Tại vì cái thuật toán của Facebook nó thay đổi, mọi thứ nó thay đổi hàng ngày, cách làm việc, giao diện nó thay đổi, và tụi mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên phải nói cái ngành này là cái ngành mà cần update rất là nhiều. Và vì vậy á, cho nên mình nhận ra một điều là bất kể ông cái ngành nào thì họ cũng cần có gọi là gì, cái sự nâng cao tay nghề đó. Nói là như vậy. Cho nên bạn phải nhìn xa, tới cái chặng đường này nó không ngắn đâu. Hãy học. Các bạn, bây giờ nhiều bạn nghĩ là mình học cái trường nhỏ, học cái trường đó không có vô được cái trường mà mình mong muốn. Các bạn đâm ra các bạn tiêu cực quá. Cũng không nhất thiết như vậy các bạn. Bởi vì cái ngành, cái trường của bạn nó chỉ là một cái yếu tố cung cấp cái kiến thức cho bạn thôi. Nhưng nếu như bạn thật sự là một người mà có tầm nhìn á, thì bạn sẽ hoàn toàn có thể tự trau dồi thêm. Mà kể cả những cái người mà học ở những cái đại học cao hơn, đúng là họ sẽ nhận được những cái kiến thức cao hơn, nhưng những cái trường đó vẫn yêu cầu họ phải có khả năng tự trau dồi bản thân. Tại vì sao? Tại vì sau khi mà bạn học xong rồi á, những kiến thức ở trong trường đại học bạn dạy có khi hơi lỗi thời rồi sao, đúng không? Các bạn luôn luôn phải có cái khả năng tự học. Cho nên hãy tính toán cái phần đi xa đó, chứ đừng tính gần. Nhiều bạn tính gần xong đâm ra kiểu buồn phiền cũng không cần thiết đâu. Nhiều khi bạn học cái ngành đó, sau này tương lai các bạn có một sự may mắn nhất định đi, các bạn vẫn có việc làm, các bạn vẫn có thể hoàn thành tốt được công việc đó. Tức là bản thân mình đó thì không phải là một người quá lạc quan, nhưng cũng không phải là một người tiêu cực, mà mình có thể lạc quan một cách thực tế. Nó giống như cái chuyện cốc nước, bạn thấy cốc nước nó nửa đầy hay cốc nước nửa vơi thì cốc nước nó vẫn như đó thôi, nó cũng nửa trên nửa dưới, đúng không? Nó chỉ đầy nửa thôi. Nhưng có những góc nhìn bạn chỉ thấy nó nửa vơi, tức là bạn chỉ thấy nó mất như đó rồi. Nhưng có những người góc nhìn bạn thấy cốc nước nửa vơi cũng đúng, cũng nước nửa đầy thì nó cũng đúng mà, đúng không? Nhưng góc nhìn tích cực hơn. Thì khi mà các bạn thay đổi cái tư duy, cái góc nhìn của các bạn á, nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi cái kết quả trong tương lai. Bản thân mình nè, ban đầu mình học xong rồi, nhiều khi những cái khoảnh khắc mà mình suy nghĩ chứ, bây giờ mình học ngôn ngữ Pháp mà mình không có quá giỏi. Bản thân mình cũng không phải là quá giỏi về bên tiếng Pháp nha. Mình chỉ ở mức bình thường, rất là bình thường luôn rồi đó. Và mình không cảm thấy là mình yêu thích cái ngành ngôn ngữ Pháp. Thế thì mình chết rồi, bây giờ làm sao, đúng không? Chẳng lẽ sau này bây giờ mình ra mình thất nghiệp? Nhưng không hề các bạn. Với cái cách suy nghĩ, với cái tính toán của mỗi bản thân, mỗi người, kể cả với những cái kinh nghiệm mà mình có được, mình cũng hỏi, mình cũng tìm hiểu cái này cái kia. Chứ mà bạn có tính toán, bạn có tầm nhìn như vậy á, mình đảm bảo với các bạn, con đường nào cũng sẽ có lối ra hết đó. Con đường bạn đi hướng nào cũng sẽ có cánh cửa để mở ra cho các bạn hết. Cho nên không nhất thiết phải tiêu cực nha. Cho nên kể cả khi mà các bạn giữ cái tâm lý này, khi mà các bạn học đại học, các bạn ráng học hết sức mình, bạn muốn vào cái trường mà bạn chắc là bạn yêu thích, nhưng kể cả khi bạn rớt thì bạn cũng có cái phương án B, phương án C. Hãy lập ra cái phương án, được chưa? Cái đó là yếu tố ha. Cái cuối cùng mà khi các bạn đã chọn trường và chọn ngành, một cái yếu tố mà mình thấy ít ai nhắc tới là kinh tế, là vấn đề về khả năng tài chính. Tại sao mình lại chọn nhân văn? Bởi vì trường nhân văn trong khối đại học quốc gia là những trường mà có gọi là trường công, có sự hỗ trợ của nhà nước. Bản thân nhà mình thì cũng bình thường, và bản thân mình thì mình cũng suy nghĩ là mình muốn học đại học, và mình muốn là mình cũng có khả năng để mình ít nhất là tự chi trả một nửa học phí, tại vì mình cũng lớn rồi. Cho nên cái vấn đề về khả năng tài chính là một cái vấn đề mà mình phải suy nghĩ. Ví dụ các bạn nhà không quá khá giả, nhưng mà các bạn chọn những cái trường rất là mắc tiền chẳng hạn, nó sẽ tạo cái áp lực tài chính.
thì thử hỏi khi mà bạn chịu cái áp lực tài chính đó, liệu bạn có thể học được tốt nhất có thể hay không, đúng không? Bạn chịu cái áp lực tài chính đó xong mà bạn nghĩ là bạn phải đi làm thêm để bạn hỗ trợ, khi bạn đi làm thêm rồi bạn lại không có thời gian để bạn học tốt nhất có thể, thì liệu nó có hiệu quả hay không? Thay vì như vậy, bạn hãy chọn một cái trường mà nó vừa với cái khả năng tài chính của gia đình cũng như là của bản thân bạn. Đừng tạo thêm cho bản thân cái áp lực tài chính nếu như nó nếu như nó gọi là không ảnh hưởng quá, ok không? Rồi thì sau những cái yếu tố đó, mình tóm lại nha, nó sẽ có những yếu tố năng lực nè, các bạn phải xét năng lực, sở thích, nhu cầu xã hội, hướng phát triển trong tương lai của bản thân bạn và khả năng tài chính, năm yếu tố đó. Khi năm yếu tố các bạn nó liệt kê ra đây rồi, các bạn sẽ thấy một cái bức tranh toàn cảnh. Lúc này các bạn sẽ hiểu là ít nhất khi các bạn không có sở thích, các bạn cũng có cái năng lực. Và nếu như các bạn không có cả năng lực, không có cả sở thích, các bạn cũng đang thấy là có ngành nào có cái định hướng và ngành nào mà các bạn thấy là ok, mình vẫn có thể làm cái ngành đó được và có cơ hội trong tương lai. Mình nói như vậy để sao? Đôi khi có những việc mà bạn phải thật sự bạn làm rồi á, thì bạn mới biết là mình thích nó hay không. Nhiều người cứ nghĩ là bây giờ chọn xong chọn đi chọn lại cuối cùng không chọn gì cả thì cũng không ổn. Nghe mà này, đôi khi có những lúc mà cái sự chọn lựa là một cái điều mà bạn bắt buộc phải làm. Khi mà bạn lựa rồi mà lỡ nó có sai á, thì bạn vẫn có cơ hội để lựa chọn lại lần nữa. Và phải chọn, phải học, phải thử thì mới biết được. Đó, ok không? Và đó là về ngành, về trường ha. Rồi, bây giờ có nhiều vấn đề về thông tin trường. Đây là một cái điều mà rất là nhiều bạn khi mà mình làm YouTube á, khi mình kể về trường của mình, nhiều bạn hỏi chị ơi trường HUTECH như thế nào, chị ơi trường này trường kia như thế nào. Trời, mình hỏi các bạn chứ, mình cuộc đời mình có 4 năm mình học có một trường à, làm sao để mình có thể review chính xác được cho các bạn về những trường khác, đúng không? Mình có thể nói lên cái quan điểm của mình, nhưng nếu mà mình review và mình đưa cái cảm quan quá là chủ quan của mình bỏ vào trong một cái môi trường mình chưa trải nghiệm bao giờ, nó còn chủ quan kinh khủng hơn nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái quyết định của bạn. Và đôi khi những cái ảnh hưởng đó nó lại không đáng và nó không nên. Cho nên là chị muốn nói về việc các bạn tự thu thập thông tin. Thời buổi giờ là thời buổi công nghệ thông tin, và để các bạn có thể tính toán một cái bước đi lâu dài á, phụ thuộc vào cái lượng thông tin mà bạn tìm hiểu mà bạn có. Cho nên á, khi các bạn tìm hiểu về trường á, các bạn tìm hiểu về trường thì các bạn lên website của cái trường đó. Các bạn lên website, ví dụ như trường Nhân Văn thì bạn lên website của Nhân Văn Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi các bạn học sư phạm thì bạn lên website của trường sư phạm. Sau đó các bạn tìm cho mình nha. Tìm cho mình cái ngành, cái khoa mà bạn đang suy nghĩ bạn muốn tìm hiểu. Và các bạn tìm chương trình đào tạo của cái ngành đó. Rất là nhiều người vô đọc vô mắt là nguyên một cái mô tả, xong ngành này học ra lương bao nhiêu, làm được những cái thứ gì, rồi thế này thế kia, học vài năm. Cái đó là cái thông tin tổng quan thôi. Cái vấn đề mà giúp cho các bạn có thể xác định được là các bạn có hợp với cái đó hay không á, hãy tìm cái chương trình đào tạo của nó. Trong cái chương trình đào tạo của nó sẽ có những cái học kỳ nào, bạn sẽ có những cái module, những cái học phần như thế nào, trong đó sẽ có những cái môn gì. Các bạn không nhất thiết là các bạn phải hiểu được cái môn đó, nhưng khi bạn đọc tên á, các bạn cũng có thể mường tượng ra được đó là cái hệ thống họ sẽ đào tạo của mình theo một cái module, theo các phần như thế nào, và liệu những cái học phần đó nó có thu hút của bạn, thu hút bạn hay không, bạn có cảm thấy phù hợp với những cái học phần đó hay không, đó các bạn sẽ nhận được liền. Cho nên khi tìm trường, khi xem trường á, các bạn hãy xem cái phần chương trình đào tạo của nó. Và nếu như khi tìm ngành rồi, đây tìm ngành mới đặc biệt nè, trường xong rồi bây giờ tới ngành. Bây giờ nếu các bạn muốn tìm một cái ngành đó mà không phải lúc nào mà các bạn cũng nghe hay là các bạn cũng có thể xem livestream được, đúng không? Chị không thể nói hết được tất cả các ngành ở trong cái livestream này được, tại vì nó cũng hơi quá giờ mất rồi. Thì các bạn cần phải gọi là tìm hiểu, thứ
nhất là Google thẳng luôn cái ngành đó, cái cách nhanh nhất rồi. Thứ hai nữa, hãy tìm về thông tin của cái công ty gọi là nổi tiếng trong cái ngành đó. Cái này nó hơi khó hơn, đúng không? Rồi, cách thứ ba là các bạn có thể lên LinkedIn hoặc là cộng đồng thất nghiệp của bà dì Nulo, hoặc là một số cái chỗ mà kiểu mà đăng tuyển dụng. Nhưng mà đừng có đăng tuyển dụng mà gặp mấy cái đa cấp xong rồi gặp mấy cái gọi là cái lừa đảo tuyển dụng nha. Thì đừng xem làm gì, né nó ra. Nhưng mà các bạn hãy có thể là xem LinkedIn, các bạn biết không? LinkedIn. LinkedIn. Đây là một cái mạng xã hội, nó giống như Facebook vậy, nhưng mà nó về nghề nghiệp. À, và những người mà tìm gọi là tìm công việc nè, thay vì cái profile Facebook của bạn thì nó là một cái CV, là một cái hồ sơ công việc. Các bạn có thể tìm ra nó, và ở trên LinkedIn người ta hay đăng job description. Nếu như các bạn không biết, và chị tin là nhiều các bạn cấp 3 cũng không biết đến cái này, đó chính là mô tả công việc. Tại sao tự nhiên một đứa cấp 3 đã phải đi đọc mô tả công việc, đúng không? Nhưng cái này mới thú vị nè. Khi các bạn đọc mô tả công việc, các bạn biết là cái nghề đó, cái vị trí của công việc đó, nó cần những gì. Đâu phải tự dưng mà chị đi học digital marketing đâu. Tại vì có những công việc trong marketing á, chị thấy xong chị đọc cái job description, xong thấy người ta yêu cầu những cái yêu cầu để có thể apply cho cái vị trí đó, và những cái tiêu chí để họ xét nhân sự cho cái vị trí đó. Các bạn hãy đọc đó. Tại vì sao? Khi các bạn đọc cái đó, các bạn sẽ hình dung được, à, nếu làm ở vị trí đó thì cần những cái điều gì. Cái đó là rất thực tế luôn mấy bạn. Mình không thấy, ý là mình không thấy người ta hay nói về chuyện đó. Các bạn nên đọc trước những cái đó. Đọc trước về job description. Đâu phải là bạn tìm việc bạn mới cần đọc job description đâu. Là một học sinh cấp 3, các bạn đang tìm hiểu về ngành nghề, hãy đọc về cái job description đó. Mình tin đây là một cái tip nó rất có giá trị. Nếu các bạn có thể làm liền thì các bạn có thể làm liền luôn á. Các bạn có thể tìm trên tìm việc, mấy trang web, website mà tìm việc, hay là những website về freelance chẳng hạn. Các bạn đọc qua và các bạn tìm hiểu, các bạn nắm thông tin thôi. Các bạn, tại vì trong giai đoạn này các bạn đang tìm hiểu về cái ngành đó mà, càng được nhiều thông tin thì bạn càng biết gần hơn với chính xác. Chị có thể nhập lại tên trang web đó chị mới nói trên này được không? Ok. Cách nhập theo nha. À đây, LinkedIn. À đúng không ta? Chị nhập đúng không? Chờ chị xíu nhé. LinkedIn. À, Clint có ID. Đúng rồi. LinkedIn. Đây, trang web này. Học fanpage nha, nhưng mà mình sẽ ghi chú lại cho các bạn. Đó, LinkedIn. Đây là một cái website, một cái mạng xã hội về các ngành nghề. Chắc chắn là các bạn lúc này thì các bạn không thể gọi là apply hay là gọi là tìm việc được. Nhưng mà nó sẽ có ích cho việc các bạn tìm kiếm thông tin về cái ngành nghề đó. Bây giờ các bạn hỏi mình thì ví dụ mình chỉ có một mình thôi, xong mình chỉ có một khoảng thời gian như đây thôi, và mình thì cũng là một con người rất hạn chế, mình chỉ hạn chế vào trong một số ngành thôi. Vì mảng ngành công nghệ thông tin mình không thể nào mà gọi là hiểu một cách sâu sắc được. Nhưng bản thân các bạn khi mà các bạn đi tìm kiếm thông tin á, các bạn sẽ có những cái hình dung nó chính xác hơn. Và khi mà cái người làm nhân sự họ làm cái job description, tức là mô tả công việc để mà làm tuyển dụng á, họ cũng sẽ nương theo những cái tiêu chí cũng như cái đầu việc mà cái công việc, cái vị trí đó phải làm để họ viết ra. Cho nên là giống như là cái cách mà để các bạn truy ngược nguồn vậy á, các bạn đọc cái đó để các bạn có cái thêm cái thông tin để các bạn có thể xác định được cái ngành mà mình muốn. Các bạn đọc job description xong các bạn nghĩ, ồ, tương lai mình sẽ làm những cái này, liệu các bạn có thích hay không, hãy đặt câu hỏi đó. Ok không? Khi mà các bạn đặt cái câu hỏi đó, các bạn sẽ cảm nhận được liền kiểu, ok, trời, cái ngành này làm toàn đầu việc chán ngòm, tôi không thích. Thì các bạn có thể tạm thời để nó qua một bên. Đó là cái phép loại suy, cái phép truy ngược ngược, cái phép truy ngược nguồn mà có thể giúp cho các bạn, để thứ nhất là bạn lọc được thông tin, thứ hai là bạn lọc được một số ngành có thể các bạn không thích. Ít nhất là bạn biết các bạn không thích cái gì. Ví dụ như mình học ngôn ngữ Pháp đi, và điều khi mà mình học xong là mình biết là mình
chứ mình biết là mình không thích cái gì mà mình không giỏi cái gì, kiểu vậy. Ok, thì bây giờ cũng đã là 10:08 rồi đấy, cho nên là cũng khá là trễ. Sẽ đọc comment của bạn ha. Khoảng 5 phút nữa đi, 5 phút nữa thì mình sẽ chúc ngủ ngon và tắt cái livestream, và mình sẽ đọc comment của bạn một xíu. Em có định hướng nhưng năng lực làm việc của em thì khá tốt, nhưng trừ tiếng Anh ạ, mong chị giúp em hiểu biết để chọn ngành. Nếu như mà các bạn nào có năng lực, có định hướng nhưng mà không tốt tiếng Anh á, thì các bạn biết phải làm gì đó. Trau dồi tiếng Anh lên, đừng bỏ cuộc. Mình không khuyên là trời ơi bạn làm việc năng lực tốt, có định hướng tốt đâu mà bây giờ không có tiếng Anh là thôi, không sao đâu. Bạn cứ cố gắng trau dồi năng lực, không, đừng làm như vậy bạn. Tiếng Anh là một thứ mà trong tương lai nó chắc chắn sẽ phải cần, trừ trường hợp mình không biết, trừ trường hợp mình không tiện nói ra thì livestream đấy. Nhưng mà vấn đề là trong tương lai á, thì tiếng Anh là một cái ngôn ngữ rất là cần thiết trong rất nhiều ngành nghề, cả khi mà bạn học và bạn muốn nâng cao tay nghề. Có nhiều tài liệu tiếng Anh, cần có cái khả năng tiếng Anh để các bạn có thể gọi là nâng cao cái tay nghề làm việc của bạn được, và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của các bạn. Thì hãy cố gắng nó từ bước đầu tiên. Nếu như biết mình không tốt thì hãy cố gắng nó từ bước đầu tiên, từ bắt đầu từ cái nền tảng luôn. Không biết thì học từ A, B, D, C, học lên. Đừng bao giờ nói mình là mình không tốt và mình bỏ cuộc nó. Đặc biệt là với tiếng Anh. Tại vì các bạn tưởng tượng thôi coi, bây giờ bao nhiêu trung tâm mọc ra, bao nhiêu là học sinh, sinh viên họ biết tiếng Anh. Nếu như sau này bạn không biết, bạn lấy cái điều gì để cạnh tranh với người khác, đúng không? Cho nên là cố lên. Chị ơi, ngành quản trị kinh doanh trong thời đại này có ổn không ạ? Ngành quản trị kinh doanh là một ngành bao phủ được rất nhiều thứ, tất nhiên là sẽ ổn. Nhưng mà phải xem em là em, ngạch của em là cái gì. Tức là cái chuyên môn, tại vì quản trị kinh doanh là một cái cục khối, một cái khối bự lắm em. Cho nên là sau khi nếu mà em chọn cái ngành đó thì em phải tìm hiểu sâu hơn để xem coi nó có những cái ngạch gì. Có thể chọn cái ngạch phù hợp. Quản trị kinh doanh nhiều khi nó nhảy qua quản trị nhân sự. Quản trị kinh doanh có thể đi làm sale. Quản trị kinh doanh có thể làm qua marketing. Quản trị kinh doanh có thể qua phân tích doanh nghiệp á, business analysis á. Chị cho em hỏi 4-5 năm sau ngành nào có thể hot. Chị mà biết là chị đi làm thầy bói rồi, mà chị mà biết là chị giàu rồi, ok không? Không có một ngành nào mà phải có hot á. Tại vì đó là cái sự mất cân bằng trong, gọi là trong thị trường lao động. Em bây giờ kể cả em ăn, em uống, em hít thở, ví dụ như nói về những cái ngành, ví dụ như về rèn luyện sức khỏe chẳng hạn, luôn luôn có mặt, con người vẫn luôn sống, con người vẫn luôn sống, vẫn luôn cần, đúng chưa? Thì nó vẫn là dạng định nghĩa của ngành hot. Thế như thế nào thì gọi là hot, và bao nhiêu ngành thì top hot đó là bao nhiêu ngành, kiểu vậy. Có một số ngành mà có thể hot như này, theo một số cái định hướng thống kê, một ngành như là ngành phân tích dữ liệu, data analysis, ngành phân tích tài chính, ngành phân tích doanh nghiệp, ngành trí tuệ nhân tạo. Một số ngành, đó về trí tuệ nhân tạo, đó là một số ngành mà nó sẽ gọi là mang tính cốt lõi trong tương lai, chứ không phải gọi là hot. Nó có sự cốt lõi trong tương lai. Nhưng vấn đề là liệu bản thân em có yêu thích được cái ngành đó hay không, hoặc là em có khả năng, hoặc là em mong muốn, em có điều kiện theo đuổi những cái ngành đó hay không, đúng không? Cho nên nếu mà để trả lời bây giờ em ngành hot xong em đi theo ngành hot đó thì cũng không để làm gì. Trừ khi mình xác định được là bản thân mình có một cái điều kiện nhất định. Cho nên đó là lý do mình cần phải có những yếu tố, sau đó mình mới chọn. Sau đó, tức là có yếu tố về năng lực, về sở thích, về nhu cầu xã hội. Sau đó mình mới có tính đến cái hướng phát triển trong tương lai, thì lúc đó mình mới xác định được. Còn chứ bây giờ mà nếu mà mình chỉ chạy theo những ngành hot không, thì lỡ đâu sau này nó hên xui, nó không hot nữa thì sao? Hoặc là ngành đó quá khó và đòi hỏi, nó hot á, nhưng nó đòi hỏi người giỏi. Nó hot theo nghĩa của riêng nó,
nó hot như 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 một cái ngành nó rất là đòi hỏi rất cao đúng không? Thì bây giờ mà chị tiên đoán được là thứ nhất là chị giàu rồi. Ok không? Chị ơi, ngành truyền thông nữ học có cơ hội việc làm cao không? Như chị nói hồi livestream trước về vấn đề giới tính, chị nghĩ trong các ngành mà nếu không có tính đặc thù cao về vấn đề thể chất, ví dụ như quân đội hoặc vấn đề yêu nguy hiểm trong lao động, gọi là tai nạn, gọi là tỷ lệ tai nạn lao động cao á, tức là về nữ nha, khi mà họ gặp những cái nghề như có gọi là có tỷ lệ tai nạn lao động cao thì thường số lượng nữ rất thấp, tại vì em nghĩ nó coi phụ nữ trong xã hội được bảo vệ mà đúng không? Cho nên là nếu như mà tham gia những ngành đó thì rất là ảnh hưởng, phụ nữ vẫn có cơ hội, vẫn có thể nếu mà có mong muốn làm việc ngành đó, nhưng họ phải rất rất cam kết luôn á. Còn về ngành truyền thông và những cái ngành khác không yêu cầu về đặc thù về về tỷ lệ nguy hiểm trong tai nạn lao động hay là về gì về về đặc thù về thể chất thì ok hết, ngành truyền thông đương nhiên why not đúng không? Chẳng lẽ ngành truyền thông bây giờ nam mới được làm, nữ không được làm? Các bạn đừng suy nghĩ như vậy. Có một cái thông điệp mà chị muốn truyền tải, đó là các bạn nữ, các bạn hãy tự tin lên, và xã hội bây giờ chị cảm thấy là đương nhiên nó sẽ có những cái sự mất cân bằng. Đôi khi có những lúc nữ nữ của mình đó, nó không có được, nó không thực sự lợi thế cho lắm, nhưng nếu như bạn yêu thích thì cơ hội này vẫn, tức là cái xã hội này vẫn cho các bạn cơ hội. Ok, thì chị nghĩ là chắc là livestream đến ngày hôm nay đến đây là kết thúc được rồi ha. Cảm ơn các bạn đã xem livestream này. Rất mong là những cái thông tin mà hôm nay mình chia sẻ sẽ có ích cho các bạn, đặc biệt là có thể giúp cho các bạn tìm được một cái điều gì đó trong cái khối sương mù ngoài kia. Như chị ở những năm trước, chị cũng rất bối rối và không biết là mình cần gì, mình muốn gì, mình nên làm gì. Sau rất là nhiều sự trải nghiệm đi làm, chị đúc kết ra những cái kinh nghiệm như vậy, và hy vọng là những điều này giúp ích được cho các bạn. Thật sự rất mong cái chuyện đó luôn á. Và chúc các bạn thật nhiều may mắn, học tập thật tốt nha. May mắn là thường chị chúc, chị toàn chúc may mắn không, tại vì sao? Chúc những cái khác các bạn tự nỗ lực được, nhưng may mắn là một thứ chúng ta không thể kiểm soát được. Và chị rất chúc các bạn có được nhiều may mắn. May mắn sẽ là một cái yếu tố rất quan trọng trong trong gọi là công công việc thành công ấy. Chúc các bạn ngủ ngon và nhớ uống nước đầy đủ nha. Nếu các bạn có thể thích thì các bạn có thể theo dõi kênh YouTube của chị, mình là Hường. Trong một khoảng thời gian nữa chị sẽ cố gắng sẽ có những cái livestream ở trên Instagram. À, các bạn nào mà muốn theo dõi chị thì chị khá ít Facebook, mà chị dùng nhiều Instagram. Instagram của chị là mình là hường.29, mình là hường.29 đó. Break a leg, đẩy cái chân là sao không hiểu. Cho nên là các bạn có thể theo dõi chị trên Instagram mình là hường.29 nha. Chị sẽ cố gắng, ví dụ như ở cộng đồng học mãi thì đôi khi thì khi nào mà cộng đồng học mãi có mời chị á thì chị sẽ cố gắng livestream tiếp tục với các bạn. Nhưng mà nếu không á thì sau này chị cũng sẽ làm livestream ở trên Instagram. Instagram thì livestream được có 1 tiếng thôi. Thì cái đó mà các bạn muốn thì các bạn có thể theo dõi chị ở trên Instagram mình là hường.29 nha. Chị sẽ comment vô đây. Instagram. Xin phép paste cho mình comment nhé. Mình là Hường chấm 29. Ok. Rồi, các bạn có thể tìm kiếm và theo dõi mình trên Instagram. Mình sẽ cố gắng làm một số cái livestream ở trên Instagram cũng về những cái chủ đề này. Ngoài ra thì còn chia sẻ thêm những vấn đề về gọi là tâm lý tuổi mới lớn hay kiểu chúc may mắn bạn Alex. Ok, rồi vậy ha. Đó, Facebook thì chị ít chơi lắm, thì chắc là sau livestream này nếu mà học cộng đồng học mãi có mời chị nữa thì chị sẽ mở lại Facebook. Chứ thật ra là trước khi mà cộng đồng học sinh 2K3 mà liên hệ với chị thì
bản thân chị là deactivate Facebook cũng đâu đó khoảng gần một tháng rồi đó. Ok ha. Cho nên là hãy theo dõi chị ở trên Instagram. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon.